Sắc đẹp của phụ nữ được đánh giá qua vẻ đẹp của làn da, nhất sáng, nhì da, thứ ba mới đến khuôn mặt. Tuy nhiên, khi chị em bước qua tuổi 30, làn da bắt đầu bị lão hóa và không giữ được nét thanh xuân như trước nữa. Thực tế, da bắt đầu có các dấu hiệu già đi từ khi chúng ta 25 tuổi, nhưng đến 30 tuổi thì các dấu hiệu lão hóa mới bộc lộ một cách rõ rệt, khiến nhiều người lo lắng. Là một trưởng phòng truyền thông của tạp chí Cầu Vồng, chị Nguyệt Anh rất quan tâm tới việc chăm sóc sắc đẹp bởi công việc khiến chị phải giao tiếp với nhiều người. Một ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp luôn có vai trò hết sức quan trọng. Ý thức rất rõ về tác động của tuổi tác đối với làn da, nên điều chị Nguyệt Anh quan tâm hàng đầu trong việc làm đẹp chính là các biện pháp chống lão hóa cho da. Là phụ nữ thì ai cũng sợ có một làn da bị lão hóa. Vì công việc nên là tôi cũng thường xuyên phải trang điểm. Vì thế mà ở trên khóe mắt cũng đã xuất hiện những cái nếp nhăn nhỏ, hay là làn da cũng không được căng bóng. Tôi cảm thấy là lo lắng. Và vì vậy mà tôi cũng đang muốn tìm ra một cái giải pháp trẻ hóa da và đỡ tốn thời gian mà lại hiệu quả. Rất mong chương trình tư vấn cho tôi. Xin cảm ơn. Và hôm nay chương trình sẽ kết nối chị Nguyệt Anh với các chuyên gia của thẩm mỹ quốc tế Bali để giúp chị tìm được một phương pháp giữ cho làn da căng bóng, khỏe mạnh, không có dấu hiệu của tuổi tác. Đây là cái tình trạng da của chị. Thì trên máy phân tích thì nó có ghi rõ cho mình cái tình trạng da này của mình. Đây đầu tiên là cái tình trạng nếp nhăn. Thì là mình có bị nhăn ở hai bên cái vùng cái khóe mắt này và một ít ở trên trán nữa. So với cả cái lứa tuổi của chị thì là cái nếp nhăn cũng khá là nhiều rồi. Đấy. Còn tiếp theo đây là cái vùng sần của sâu da của mình cũng nhiều hơn so với cả cái độ tuổi. Phân tích ra cho mình thấy hiển thị được là cái mức độ kem chống nắng của mình không có. Đây là những cái sắc tố da ở dưới bề mặt da của mình. Tức là đây là những cái chỗ mà mình không bôi kem chống nắng. Cái vết sậm màu này nó sẽ đẩy chân lên, nó sẽ chuyển thành nám và tàn nhang. Vì vậy mà mình phải bôi kem chống nắng thường xuyên hơn. Để tư vấn cho tôi cái cách điều trị làm cải thiện làn da lão hóa của mình với cái tình trạng như thế này. Với cái tình trạng da của mình như thế này, cái nếp nhăn của mình nó khá là nhiều như thế này, thì cái công nghệ thơm mát thì nó sẽ phù hợp với cả cái làn da của mình. Thơm mát, tên gọi của công nghệ trẻ hóa da, xóa nhăn đỉnh cao đã không còn xa lạ với các tín đồ yêu thích làm đẹp trên toàn thế giới. Thơm mát liệu pháp trẻ hóa da, xóa nhăn được các ngôi sao nổi tiếng của Hollywood lựa chọn. Chuyên gia về công nghệ thơm mát của thẩm mỹ quốc tế Bali chia sẻ, một tiến trình điều trị với công nghệ thơm mát chính hãng cần phải đảm bảo các yếu tố sau. Mỗi đầu tiếp điều trị thơm mát tại Bali đều được niêm phong, trong đó có số seri, số lô và hạn sử dụng của nhà sản xuất Sota Medical Hoa Kỳ và có tem chống hàng giả của nhà nhập khẩu tại Việt Nam. Thẩm mỹ quốc tế Bali được chuyển giao công nghệ thơm mát CPT với quy trình khoa học đúng chuẩn quốc tế bởi chuyên gia hàng đầu thế giới. Đặc biệt, thực hiện tiến trình là đội ngũ bác sĩ, chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn, hiểu rõ về đặc điểm cấu tạo làn da châu Á, từ đó đưa ra phác đồ điều trị đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy là chỉ cần sau một giờ trải nghiệm với công nghệ thơm mát, những nếp nhăn biến mất, trả lại cho chị Nguyệt Anh vẻ trẻ trung, căng tràn sức sống. Đó là kết quả đầy bất ngờ mà công nghệ trẻ hóa da hàng đầu thế giới thơm mát mang lại cho chị Nguyệt Anh. Tôi cảm thấy rất là hài lòng với việc trải nghiệm công nghệ thơm mát. Nó giúp cho làn da của tôi được cảm giác như là được hồi sinh và các cái vết chân chim thì cũng được cải thiện. Trước đây thì người anh cũng có đầu tư cho mỹ phẩm đắt tiền cải thiện làn da của mình. Tuy nhiên bây giờ tôi sẽ quyết định đầu tư vào công nghệ thơm mát 2 năm một lần để chống lão hóa. Xin được cảm ơn chương trình và cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali. Chị Nguyệt Anh đã tìm được bí quyết đẩy lùi lão hóa da của mình. Còn bạn thì sao? Chương trình hôm nay sẽ đưa ra cho các bạn những lời khuyên để chống lão hóa da. Các bạn hãy chú ý làm theo nhé. Sử dụng các loại mỹ phẩm chăm sóc da có nguồn gốc thiên nhiên. Sử dụng các loại mặt nạ làm từ trái cây tươi. Massage da mặt và toàn thân bất kỳ khi nào có thể. Xây dựng lịch sinh hoạt hợp lý. Ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ, không thức khuya, ngủ đủ 8 tiếng. Bổ sung các dưỡng chất bên trong thiết yếu giúp cân bằng hormone sinh dục nữ, bổ sung collagen qua thực phẩm như sữa đậu nành, cà chua, cá hồi, cá ngừ. Để biết thêm thông tin chi tiết về công nghệ xóa nhăn trẻ hóa da thơm mát, hãy gọi ngay tới số hotline 01686 463 463 hoặc 043 724 6690 để được tư vấn miễn phí.